Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách bẻ lò xo từ 30kg đến 60kg nha các bạn. Mong các bạn ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Do giờ mình đã là cuối cấp và đã vào học nên mình không thường xuyên ra clip được, mình sẽ cố gắng ra điều nha.